Hello cả nhà. Thật sự là mấy hôm nay Hòa Hiệp đang rất là bận, nhưng mà cũng phải cố gắng để mà làm chương trình phụ nữ ngày 8 tháng 3. Tại ngồi mọi người biết sao không? Đứng đằng sau hết đi mấy người nữa. Tại vì mọi người biết sao không? Khi mà khai trương quán, mọi người tới quán Mr. Hí thì mọi người quen với ngày chủ nhật hàng tuần sẽ diễn Lotto Show. Nhưng mà từ khi mà Hòa Hiệp đi Mỹ về, Hòa Hiệp đang rất bận cho nên chưa có thể tổ chức Lotto Show. Và ngày 8 tây tháng 3 này là tối thứ sáu này, Hòa Hiệp sẽ khai trương sân khấu. Ê, uống thử đi con. Uống thử cho anh ý kiến. Ngày 8 tháng 3 này thì Hòa Hiệp nhân ngày quốc tế phụ nữ cũng có muốn một món quà gửi tặng cho tất cả chị em phụ nữ. Rồi muốn là khai trương lại sân khấu Lototo, lại quán Mr. Hí. Và hy vọng rằng ngày 8 tháng 3 này sẽ được mọi người ủng hộ. Hello Nam Trần. Thật sự là rất là vui bởi vì nhiều người hỏi quá chương trình Lotto Show sao không diễn ra nữa, do bận quá cho nên hôm nay là mọi người tề tụ về đây để cùng tổng dợt, và sẽ có những tiết mục rất là hay, rất là xuất sắc để trình diễn khai trương ngày 8 tháng 3 sân khấu Mr. Hí. Và bữa đó là mọi người sẽ được quà nha quý vị, sẽ có rút thăm trúng thưởng. Bữa đó xem ca nhạc nè, thời trang nè, có thời trang thiếu nhi nè, và có Lotto Show nữa, rất là nhiều phần quà. Uống thử đi ngon nè, rất là nhiều phần quà hấp dẫn nha. Hello Thư, giống như nước đậu nành. Không phải đậu nành đâu, chạy chạy sữa thái rồi chứ. Hello Hoàng Kim, kìa hello mọi người kìa. Hello mọi người nha. Hello mọi người. Hello bé Sang kìa, Nam Trần. Hello bé Sang. Hello Nam Trần. Chào em nữa đi anh Nam Trần ơi. Nam Trần. Lâu rồi không gặp anh ha. Không biết là mọi người đã ngủ chưa ta. Đó, bây giờ tất cả mọi người vô chào. Bây giờ mọi người vô chào một tiếng đi nè. Chào tất cả các mọi người một tiếng nè, vô nè. Quỳnh Quỳnh chào trước nè. Đó. Chào cả nhà. Nhật Sao xin chào mọi người nha. Nam Nam xin chào mọi người nha. Sawanika xin chào mọi người. Đi đâu mà vội màng vàng, dừng chân ghé lại gian hàng Lotto. Mọi người ơi, hôm nay quán Mr. Hí có một cái món trà sữa rất là ngon, trà sữa Thái Đỏ chứng tỏ là ngon. Mọi người ơi, đi đâu mà vội mà bàn, dừng chân ghé lại gian hàng Lotto. Mọi người ơi, mua một vé cho mấy bạn, một vé chỉ 150.000, 150.000. Sáng nay Kim ơi, sáng nay vào vé hiện nay đã được bán phân nửa rồi cả nhà. Số lượng vé đã được phát hành và mọi người mua được hơn nữa rồi. Bây giờ chỉ còn 20 vé thôi. Và hy vọng là được mọi người ủng hộ. Và ngày và hy vọng là ngày khai trương lại sân khấu Lotto Show của quán Mr. Hí 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Đây là trà Thái Đỏ, một loại trà mới mà Hòa Hiệp mới khám phá. Trà Thái Đỏ chứng tỏ đẹp trai, uống vào là sẽ mê say lòng người. Đó, cho nên mọi người tới quán Mr. Hí để thưởng thức món mới luôn nha. Và đặc biệt là nhiều món ngon lắm. Uống đi. Mọi người, 8 tháng 3 này hứa hẹn sẽ một chương trình rất là hấp dẫn. Và hy vọng rằng ngày khai trương lại sân khấu Lotto Show Mr. Hí sẽ được mọi người ủng hộ. Không biết là mọi người đã ngủ hay còn thức không ạ? Nam ơi, khỏe không Nam? Trời ơi, món gì ngon quá vậy? À thì ra trà Thái Đỏ chứng tỏ dễ thương. Mọi người ơi, nếu như mọi người đã từng ăn kem trà Thái Đỏ, mọi người từng ăn là mọi người từng uống những cái món mà thấy ở Thái có trà Thái Đỏ, thì chúng ta hãy cùng nhau thử tới quán Mr. Hí. Loại trà Thái Đỏ này có thạch trứng, trưng châu, có trưng châu luôn. Thường mọi người đi những cái quán khác sẽ không có trưng châu, sẽ chỉ là trà Thái Đỏ thôi. Nhưng mà cái vị ở đây rất là đậm đà, đúng cái vị của cái gì con, cái gì á, của Bangkok luôn nha mọi người. Hello Quang Trần, hello Thủy, khỏe không cưng? Bây giờ mọi người đang tầm, buổi sáng mở nhạc lên đi, mở nhạc lên đi, Lộc mở nhạc lên Lộc ơi. Hello Bình Yên, đâu có ai mở hàng hôm nay không nè? Mở hàng vé coi chương trình ngày 8 tháng 3 vào lúc tối thứ sáu vào lúc 17:30. Hello Tân Nguyễn, làm chi?
Địa chỉ là 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Số mới là 190 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Ngay ngã tư Nguyễn Công Hoan và Phan Xích Long. Nó không ngờ. Ê, có đứa nào rồi nhắn cái địa chỉ vô đi, anh ghim lên cái nè. Hello, Henry. Ngày 8 tháng 3 này rất là vui nghe cả nhà. Đây. Mọi người đang tề tụ đây để tập tành đây nè. Bà Thắng xin hai mọi người kìa. Xin chào mọi người, cô bạn đang tập cho chương trình 8 tháng 3 với những tiết mục rất là sôi động, mọi người nhớ đến xem nha. Đó, Bằng Khang nè, Bằng Khang nè, Việt nè. Anh quen em. Chị Ban, em nghe nói 8 tháng 3 có một chương trình rất là đặc biệt đúng không chị Ban? Được. Dạ 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 dạ. Dạ dạ đó là nó không có lên. Ủa sao mở video? Rồi nói đi, nói đi. Nói thích tất cả một tập hát. Okay. Và 8 tháng 3 các bạn đến với Mr. Hí sẽ thưởng thức một chương trình Lotto Show đặc biệt với rất là nhiều tiết mục hấp dẫn. Và giá vé chỉ có 150.000 thôi là đã bao gồm một phần nước luôn rồi đó Duy. Đúng không? Đâu ra? Đúng rồi. Trời ơi, vậy là em sẽ uống trà thái đỏ, uống vào chứng tỏ đẹp trai. Cô đẹp gái. Xin lỗi em quên. Mọi người ơi, đi đâu mà hội mà bàn, mà dắt phải đáp, mà hoàng phải dây. 8 tây tháng 3 này chúng ta sẽ có chương trình gì chị ba? 2, 3. Lotto Show. Mấy bạn hợp tác nè. Có chương trình gì nói đồng thâm đi. Nè mấy, nè chị ơi, cần có chương trình gì vậy chị? 2, 3. Lotto Show. Lotto Show. Làm lại cho nó đều nè. Lại cho làm cầu nè. Chị ơi, chị biết tin gì chưa? Tin gì em? Em cũng không biết nữa. Lại. Chị ơi, chị biết tin gì chưa? 8 tây tháng 3 này, tại 190 Phan Xích Long, phương 7 em diễn tấu hài vui nhộn. Vui quá. 190 Phan Xích Long có chương trình gì này chị ơi? Mọi người ơi, vào 8 tháng 3 tức là thứ 6 tuần này thì tại quán Mr. Hí địa chỉ 190 Phan Xích Long, phường 7 Phú Nhuận sẽ diễn ra một chương trình Lotto Show với chủ đề là sẽ mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Thì mọi người nhớ đến để xem và ủng hộ cho chương trình. Thì giá vé chỉ có 150.000 thôi là đã bao gồm một phần nước rồi, là quá hấp dẫn quý vị. Và trong chương trình xen kẽ những tiết mục Lotto sôi động sẽ có những tiết mục hát nè, múa nè, nhảy nè cũng vô cùng hấp dẫn và đặc biệt được thực hiện bởi nhóm các bạn diễn viên trẻ, ca sĩ trẻ của Mr. Hí. Và đây các bạn ơi, và mọi người ơi, vào ngày 1 tây tháng 3 cho tới ngày 10 tây tháng 3. Dạ. Ngày 1 tây không biết qua khỏi cho. Ai ơi tới đây nghe qua hàng em, cháu chắc em xanh. Quên hết đi. Chị ơi, mua mấy nhé. Chị ơi, tự nhiên nhớ. Cháu chắc hàng xanh đó mọi người ơi. Em tự nhiên em thấy chân đi quên. Cháu đậu á, cháu đậu anh chụp. Em cho anh được có một giờ. Từ đứa nó là chị đẹp chứ là cái gì đó. Dưa mắm. Dưa cải. Chúng ta có bánh ảo. Bà kia đó nữa, bà kia. Bà kia. Chị đâu có lấy rồi. Tôi vui vẻ nha. Nhắc khéo ở đây. Nghe đâu có ngồi. Chị ơi, thôi đấy. Chị đến để ủng hộ cho tụi em và ủng hộ chương trình như là những chương trình trước đây chị. Mà không biết là lần này chị Thủy ủng hộ cho chương trình bao nhiêu vé ta? Bao nhiêu vé ta? Đúng rồi. Chị ơi, nếu mà chị tới thì chị sẽ nghe được cái bài Cháo Trắng Hàng Xanh. Em viết được cái bài đó mà có số luôn nha chị. Ê mà chị ơi, từ ngày 1 tây tháng 3 cho tới ngày 10 tây tháng 3, những người mà nghĩ là mình là phụ nữ và những người là phụ nữ tới đây sẽ được giảm 20%. Vừa quá à, vậy là bữa nay em được giảm 20%. Đâu chị, em là em được giảm có 10 giờ. Chị là trai thẳng em. Chị ơi. Thôi bây giờ giây phút thư giãn hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vô vấn đề chính. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của Bộ Hiệp rất là nhiều. Các bạn đây là diễn viên trẻ rất là dễ thương và đáng yêu. Hồi nãy có mấy bạn là muốn hỏi là đặt vé ở đâu đúng không ạ? Đơn giản lắm, mọi người chỉ cần gọi điện thoại 0906 911 996, 0906 911 996. Cảm ơn Vô Tư rất là nhiều. Hello Nam Trần, nhớ Nam Trần nhiều nè. Chị Thủy ơi, thấy mấy đứa nhỏ cưng ghê chưa?
Dạ cảm ơn Kitty Đỗ. Bây giờ mọi người muốn hello Bảo Bảo. Em đang ở đâu vậy Bảo Bảo? Ờ anh sang đây. Nó nhà. Anh nghe nè em. Ê nó nghe nè, bây giờ mở chạy chương trình gì đi. Thôi, cô Lâm Thu Thủy nói là hát đi, nếu mà hát nghe được cô có thưởng kìa. Kìa ai hát hay cô Thủy có thưởng kìa. Thôi hát cho cô Lâm Thu Thủy. Điều gì đại quá kìa. Ủa trà thấy xanh vẫn có nè em. Trà thấy xanh vẫn có nhưng mà mình thêm cái món trà thấy đỏ thôi Ngân ơi. Thêm món trà thấy đỏ. Nói chung là lâu lắm rồi à, nói chung là từ khi mà Hòa Hiệp đi Mỹ một tháng à, xong rồi về khai trương thì sân khấu Mr. Hí nó nguội lạnh lắm. Hôm nay thì nó mới trở lại cái không khí nhộn nhịp, rộn ràng à, rất là vui. Đó. Bây giờ tất cả các bạn đang tập nha quý vị. Đang tập để mà chuẩn bị cho show ngày 8 tháng 3. Hello mọi người, mọi người nhớ ngày 8 tháng 3 nhớ đến 190 Phan Xích Long nha. Tại lầu 4 của Mr. Lee 2. Ngày có tập không phòng à, ngày mai hả? Ngày mai không có tập đài. Ngày mai không có tập Nam ơi. Bây giờ mới được không? Bây giờ mới được không?
Bây giờ thì mọi người muốn nghe lô tô mà nhớ những cái con số kêu mà. Đêm đêm nằm ngủ mà
chừng thì trời mưa lao sao. Đây số sao, còn số sao, còn số sao, còn số sao. Mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Kể từ lúc khúc son lớn đèn thăm bước theo hào chân, mới hay thì ra con mắt nhiễm sương. Hai đứa trong đêm khuya mọi người ơi, là hiện tại là các bạn này đang trong quá trình là tập tập thôi nha, chứ là chưa bị chuyên nghiệp nên mình sẽ các bạn chưa làm một lần nữa nha. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Tên tiên đại khánh ở đồng thủy nhiên, học đường bé tiên nổi tiên tiên quậy rung gậy như đánh bắt là lúc tung ngọc hoàng hồng cung hồng nắng có trong lồng tiên non nắng chết từng từng mà thời tiên không có sao. Còn số sao, còn số sao, còn số sao, còn số sao, số gì gặp, gì gặp, ba gì gặp, ba gì gặp, ba gì gặp, ba gì gặp. Gió đông bóng đẩy về cái hang lớn, về sông cái tao mời, xe tao mời, hát ngay tao mời rồi. Số gì đây? Con người nguyện, con số mười, con số mười, con số mười. Cái số gì gà xuống, gì gà con người gì gà, ba gì gà, ba gì gà. An Giang có châu mật mà, ai đi châu đốc nhớ nghe qua chia bà. Về tình biết nhớ không em thờ tiên, chiều trên đồng cuốn sách nắm ba ba em chiều niềm. Phố có mời nhận ai gọi con, người em chờ với tâm. Nếu có về quê đất miền Tây, nhớ thương em nhiều người con cái núi xa. 38 số gì ra con cờ gì ra mấy gì ra con cờ gì ra con ba gì đây ba gì đây. Cái tháng này đây trời sao mà lạnh quá, lạnh gì mà như cục nước đá. Cái lạnh này không phải là ngoài da, lạnh của mấy con bóng bê đê chưa chồng. Đêm đêm nằm ngủ vòng vòng, lăn qua lộn lại thấy trong lòng lạnh lẽo làm sao. Muốn sách chiếu qua ngủ với cái anh này nè, nhưng giữa đêm sợ anh đâm. Còn 35 số gì ra còn cờ gì ra. Số 35 số gì ra xuống gì ra còn cờ gì ra. Số gì ra xuống gì ra xuống gì ra còn cờ gì ra. Em gặp mái tóc xanh trên đầu em mà đem đi bán, bán lấy 40 quay tiền đây. Ai hỡi giận là chàng là chàng đi thấy còn kiếm em lẻ loi một mình. Chờ ngày về gặp dắt mình cùng nhau nói duyên cái tình mình đều số chín, còn số chín, còn số chín.
Còn số 9, còn số 9, số gì đây, số gì đây. Đến ta tí 190 nói chuyện, ta tới nơi này uống gà trái cây. Gà trái cây uống mê say tuyệt vời, uống xong là phải cười là con số 40. Còn 40, còn 40, còn 40 mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Có bốn thầy trò lên túi mà thần kinh. Cái bụng trình thành là thằng lưu đức gì. Cái tai phơ phớ là quỷ xe tăng. Cái mặt hay nhăn là ông đường ban bạc. Cái tánh liều mạng là tôn ngộ không. Tay cầm bình bông là quan âm bồ tát. Tay cầm cái bát là phật tổ như lai. Hóa phép bàn tay nhốt ngay anh khỉ đột. Năm mười một mấy gì đây, mấy gì đây. Năm mười một số gì đây, bốn gì đây, bốn gì đây. Ngày lớn sẽ vui theo từ đi bôi tiếng mưa. Mình hát chuyến rồi mưa do đấy đưa. Gấp chia cuộc mình ông trời kiến xuôi. Chào sáng sao ông phải ra đi cho đôi mình. Bốn người tám mấy gì đây, mấy gì đây. Gần là ngắn mới khó mong gì mà ta gần nhau. Mấy gì đây mười gì đây gần là hai. Mấy gì đây Con số 7 Mười gì đây Trần là anh hỡi, có mong có ngày gặp lại. Đôi ta dù chân nhưng trời chia cách đôi ta. Con mười ba thật sự đây hôm nay chỉ là một buổi tập thôi nha quý vị, buổi tập và vui và giỡn thôi. Hello Trần Dũng khỏe không? Trần Dũng ơi, ngày 8 tháng 3 này sẽ có chương trình Lotto Show sẽ rất là vui. Và chắc chắn là buổi đó sẽ rất là vui. Bảo Khánh ơi, trưa ngày thứ 6 là chạy chương trình nha Bảo Khánh. Chúng ta cùng trò chuyện với nhau nha. Hồi Hiệp lên sân khấu nhảy luôn đi cho vui. Chị Thủy ơi, ủng hộ bao nhiêu vé nè? 8 tháng 3 khai trương sân khấu Lô Tô Show tại quán Mít Tí 253. Chị Thủy ơi, mở hàng lấy hên đi nè. Mở hàng lấy hên cho nhiều người vô ủng hộ chương trình ngày 8 tháng 3 đi chị Thủy ơi. Chào Duyên Lê. Ngày 8 tháng 3 vào lúc 19:30 tối thứ 6 chương trình Lô Tô Show với chủ đề là quốc tế gì? Chủ đề là gì? Sắc đẹp ngàn cân sẽ được diễn ra tại quán Mít Tí 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Bữa đó cũng là bữa khai trương lại sân khấu Mít Tí sau 2 tháng nghỉ Tết. Và hôm nay hầu như là sân khấu nó đang nhộn nhịp và nóng bỏng lên. Nếu như mà bây giờ tất cả mọi người mua vé ủng hộ thì càng nóng bỏng hơn nữa ạ.
Chị ơi, chị Thủy ơi, chị đâu rồi? À, ở 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, ngay ngã tư Nguyễn Công Hoan và Phan Xích Long. Ngay ngã tư Nguyễn Công Hoan và Phan Xích Long nha. Ơ Lộc ơi, nói các bạn là lấy ca trà đá lên cho các bạn uống đi. Cái ngày 8 tháng 3 buổi sáng, nếu mà anh gì được á, thương lượng được á, thì chúng ta về buổi sáng, chúng ta vừa nhảy rồi anh thì biến thắng hát rồi kêu lô tô luôn nha. Rồi để có show 10 tay 24, 31 là chị Đào chỉ nói là ngày mấy tay là đi diễn với Kiên Giang đó, nguyên nhóm mình đi á. Dạ có dạ, Kiên Giang hình như là cuối tháng 3 đi được ngày 30. Bùi Sang hả? Sao gan có quen ai không? Dạ. Sao gan kìa, gọi chào Bùi Sang kìa. Là ai? Ai biết. Đúng rồi, vào Phan ơi, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, ngay ngã tư Nguyễn Công Hoan và Phan Xích Long, chính xác. Nhưng mà vào Phan phải ghi rõ là quán Mr. Hí dùm Hòa Hiệp cái. Phải ghi rõ là quán Mr. Hí, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. À buổi sáng, dạ không, 19h30. Còn buổi sáng thì làm tất cả mọi người đến đây quán này ăn uống. À, mấy em ơi, vô chào chị Võ Thị Anh Đào nè. Bầu show của chúng ta cuối tháng 3 đó. Em chào chị. Chào chị Đào. Chào chị Đào. Ở chị Đào có mời em không? Em Đào ơi, em hỏi chị Đào. Chị Đào, chị Đào khỏe em không? Em chào chị Đào. Ở chị Đào còn làm chỗ cũ không? Chị làm chỗ không ta? Chị còn làm ở đó không ta? Mình đã nói đầu tiên xin phép thay mặt ban tổ chức gửi đến chị Đào lời chúc sức khỏe lời chào. Chân trọng nhất. Và lần thứ hai xin gửi đến chị Đào chúc mừng chào thân thương nhất. Và lần nói thứ ba xin gửi đến chị Đào chúc sức khỏe lên chào thân thương nhất. Và nói cuối cùng gửi đến chị Đào chúc sức khỏe lên chào thân thương nhất. Ở chị Đào 8/3 có hát không? Ở chị Đào 8/3 có tham gia không? Chị Đào ơi, 8/3 chị hát gì vậy chị Đào? Chị Đào ơi, chị Đào. 8/3 năm heo chị Đào ơi. Chị Đào ơi, thấy vui ghê chưa? Và 8/3 này Hòa Hiệp mới có cơ hội để lì xì cho tụi nhỏ. Để từ Tết giờ bận quá, chưa lì xì gì hết trơn á. Cho nên 8/3 này mới lì xì cho tụi nhỏ. Và 8/3 này tất cả các chị em phụ nữ khi tới quán Mr. Hí sẽ có quà nha. Và có rút thăm trúng thưởng từ ngày 1 tây cho đến ngày 10 tây tháng 3 thì sẽ có chương trình rút thăm trúng thưởng nha. Chị không có hát hả chị Đào? Thì chị có mua vé ủng hộ mấy đứa? Khỏi chị Đào có mua vé ủng hộ không? Chị ơi, mua bao nhiêu vé? Em nói bao nhiêu lần rồi chị phải mua ủng hộ em. Chị Lâm Thu Thủy luôn kìa mấy đứa. À, chị Lâm Thu Thủy ơi. Cái gì đó? Ai mua chém? Đi xuống đi ngồi, đi xuống đi ngồi. Vô đây. Chị Lâm Thu Thủy kìa mấy đứa ơi. Em chào chị Thu Thủy. Chị Thủy ơi, nghe nói là nghe Hiệp nói là một tí tụi em tập xong chương trình là ra ăn cháo trắng á chị Thủy ơi. Hey, ba. Cháo trắng hàng xanh, cháo trắng hàng xanh, cháo trắng hàng xanh. Ai hai ba sang ai đi hàng xanh có ai đi hàng xanh. Xin dừng chân nghe quán Thủy. Quán chào. Chị Thủy ơi, có gì quá vậy? Bây giờ mình ủng hộ. Bây giờ nói lắm gì tôi. Dạ. Anh Đào mua mấy vé? Chị Đào mua mấy vé chị Đào ơi. Chị Thủy ủng hộ bao nhiêu vé chị Thủy ơi? Chị Anh Đào ơi thì coi như là mình rửa cái mùa xuân sang có qua anh Đào. Đào đào đào. Mùa xuân sang có qua Đào anh. Đào đào. Sang có hoa anh đào 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 hey. Mùa xuân mai có một mùa đào có quanh năm. Ủng hộ đi chị Đào. Ủa nói gì mà đào không hả? Đào đào không ủng hộ mở hàng đi Đào. Chị Lâm Thu Thủy ủng hộ chứ nè, rang cháo trắng đi kìa. Nhưng mà bây giờ chị Lâm Thu Thủy ủng hộ bao nhiêu vé nè? Chị sức chứa của khán phòng là 60 khách thì chị Thủy 30 và chị Đào 30 vé là tụi em full vé nha. Rồi không có nhận vé nữa nha. Vậy nha. Ở đây chị Lâm Thu Thủy chưa rửa cái giải vô lô tô không rửa. Giải lô tô cái gì đó quên rồi. Bức tranh. Bức tranh thật. Em kêu đó chị Thủy ơi, chị Thủy chưa có rửa luôn. Chị Thủy ơi, bây giờ như thế này nè, em nói chở chị em thì cái gì hai vé bà nội thiếu số 0 mà kìa.
bà Đào. Trời ơi 20 vé phải không? 20 vé. Dạ chị Thủy ơi, bây giờ một tí xíu tụi em sẽ ra để ủng hộ cháu cho chị Thủy nè. À không không quên, là chị Thủy mời tụi em ăn cháo đúng không? À mà sau đó là chị nè, chị Thủy sẽ ủng hộ luôn là 30 vé và sẽ đưa tiền mặt luôn. Em tính ra là 150 một vé như ra 30. Ơ trời đau đau đầu quá. Em quên, em không biết. Tính không nổi luôn. Ờ à, chào Phan ơi. Ờ à, quán Mr. Hí đội hình muốn xỉu luôn là sao cưng? Cái gì đâu muốn xỉu? Bình thường thôi cưng. Chào Phan, cái gì đâu mà muốn xỉu cưng? Có cần anh có cần anh đi đưa em đi cấp cứu không? Chưa lòng em. Chị Thủy ơi. Chị Thủy ơi, em tặng cho chị Thủy, em với Dương Anh tặng cho chị Thủy bài cho vừa lòng em nha. Trong tủ hoặc là trong cái hộp quà, mở hộp quà. Ra hàng xanh chia rửa cho ra hàng xanh chia rửa cho dễ thương là dễ thương, còn muốn xỉu em đâu có ghi là dễ thương muốn xỉu đâu vào phen. Ủa trời ơi, hôm nay trời nóng quá, mình có phải đi ăn chiếc kẹt không ta? À, mình biết rồi, mình phải đi tới 190 Phan Xích Long để ăn xôi xài. Đó. Sao nó nhẹ quá vậy? Tao hơi nhẹ. Hello Thủy Lê. Ủa đó đầu ủng hộ 2 vé hả Đào? Như vậy là giỡn thì anh Đào mở hàng 2 vé. Hello Trúc Ly. À, ngày 8 tháng 3 sẽ khai trương lại sân khấu Mr. Hí. Và tiếp tục sẽ có nhiều dự án kế hoạch tại quán Mr. Hí. À, sẽ mở lớp nhảy nè. À, lớp thời trang nè, à, và lớp năng khiếu. À, những ai muốn tham gia thì chúng ta sẽ đăng ký học nha. Kim Ngân thích các anh uống sau lưng em hả? Hello Thủy Lê. Của tất cả mọi người sẽ là động lực giúp cho Hòa Hiệp và Nguyễn Lê Bá Thánh sẽ làm nhiều chương trình hay để mà phục vụ cho tất cả mọi người tại sân khấu lầu 4 quán Mít Tí 253 Phan Xích Long, phường 7 quận Phú Nhuận. Hello Phi Du.